những gì vũ trụ đã dành cho bạn thì không ai có thể lấy đi khỏi bạn. Hãy nhớ rằng vũ trụ sẽ luôn gửi nguồn năng lượng tương ứng để hỗ trợ cho chúng ta. Khi bạn phát ra nguồn năng lượng tích cực rung động cao, gửi đến môi trường xung quanh, gửi đến vũ trụ sẽ gửi rất nhiều những nguồn năng lượng thiêng liêng với tần số rung động cao để hỗ trợ cho bạn. Không có bất kỳ thế lực bên ngoài nào có thể ngăn chặn được điều này. Bạn sẽ nhận thấy rằng những cơ hội, những quý nhân, những điều tích cực xảy ra để trợ lực cho bạn đi đúng con đường mà bạn tin tưởng. Và những thử thách cũng có thể xảy ra giúp bạn nhìn thấy được sự thật. Những gì bạn cần chuyển đổi bên trong của mình, từ điều tiêu cực thành tích cực, từ rung động thấp thành rung động cao. Khi bạn tự chữa lành cho chính bản thân mình, liên tục nâng cao tần số rung động của mình, thì điều bạn ước nguyện càng dễ dàng trở thành sự thật. Khi bạn tin tưởng vào chính mình, đó là tin tưởng vào việc cam kết kiên định lựa chọn tình yêu của bạn và tin tưởng vào vũ trụ, tin tưởng vào quy luật của vũ trụ, thì bạn sẽ dễ dàng sống trong rung động của lòng biết ơn, đón nhận tất cả những trải nghiệm như là thông điệp của vũ trụ để trợ lực cho bạn hoàn thành tất cả những mục tiêu và ước nguyện của mình. Quốc Anh nguyện cầu vô số phước lành đến với bạn.